Trời ơi đã lạnh rồi mà nó còn mặc là đồ hàng dê kiểu này. Tụi con ơi phải đeo cái này áo phụ vô chứ không được chủ quan. Tụi con mà lạnh cảm sốt là sư phụ hả chịu trách nhiệm đó. Sư phụ yêu cầu con đừng làm thái ban kiểu này nữa. Những đêm hôm mà mình về xong thấy mấy bạn coi như là trải mền mùng đã ngủ hết ở trên chính điện rồi. Mình mới cảm thấy giống như là một người cha, một người mẹ mà đi làm ăn cả ngày cả rồi đêm về cũng không thấy được mặt con cái luôn á. Tự nhiên mình mặn cảm được những cái gia đình mà bận rộn như vậy. Cho nên là...